Lời đầu tiên thì tôi xin chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, các quý nhà báo đã có mặt trong buổi lễ bảo vệ một cái ra mắt cái dịch vụ tri ân trong cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Bắt đầu từ thời điểm này thì tất cả những cái chương trình, những sản phẩm, những dịch vụ mới của Viettel thì chúng tôi cũng sẽ đều tổ chức những cái sự kiện như thế này. Và thực sự rất mong muốn cơ quan báo chí sẽ đồng hành cùng với Viettel để truyền thông, quảng bá những dịch vụ này và thông tin sản phẩm dịch vụ đến cho khách hàng và cho cộng đồng. Cái chiến lược chăm sóc khách hàng của Viettel ấy, thì từ năm 2015 chúng tôi xác định chăm sóc khách hàng Viettel sẽ tập trung vào những giá trị bền vững, đặc biệt là trong một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn mới khi mà viễn thông nó không chỉ là thoại và SMS và đã chuyển dịch sang kết nối, sang Internet. Điện thoại trở thành máy tính và do vậy nhiều tính năng hơn, đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn. Chăm sóc khách hàng của Viettel sẽ đi vào thực chất và bền vững hơn, tập trung vào những giá trị đem lại an toàn nhất cho khách hàng. Không chỉ là đến ngày sinh, chúng tôi tặng quà, chúng tôi gọi điện, chúng tôi khuyến mại, mà chúng tôi sẽ đưa vào những giá trị mang tính bền vững hơn, an toàn hơn. Và full service là dịch vụ đầu tiên Viettel sẽ đưa đến khách hàng. Tôi xin bắt đầu cái bài trình bày là full service luôn luôn kết nối và luôn luôn an toàn. Phần thứ nhất về dịch vụ full service. Full service chúng ta hiểu đơn giản là một tiện ích, một bộ công cụ để giúp an toàn cho khách hàng trong kỷ nguyên 3G, kỷ nguyên kết nối. Chúng ta đã biết điện thoại đã trở thành máy tính, do vậy các nguy cơ liên quan đến nghe lén, lấy cắp thông tin cá nhân trên thiết bị lừa đảo, trục lợi, bị can thiệp điều khiển thiết bị trái phép và bị mất dữ liệu khi mà chúng ta vô hình chung chúng ta bị mất cái thiết bị, mất cái điện thoại di động của mình thì sẽ rất nhiều rủi ro. Đặc biệt vừa rồi chúng ta cũng biết là rất nhiều các cái trường hợp, kể cả những người nổi tiếng bị rò rỉ những cái thông tin cá nhân liên quan đến những thiết bị smartphone này. Cái mục tiêu của chúng tôi thì dịch vụ chăm sóc khách hàng này là một dịch vụ đặc biệt và khác biệt, chỉ riêng khách hàng Viettel được sử dụng, được thừa hưởng và chúng tôi miễn phí 100% dịch vụ cho khách hàng Viettel. Full service là gì? Đây là một dịch vụ bảo vệ thiết bị cho di động all in one trước mọi nguy cơ tấn công từ Internet. Nó bao gồm rà soát các phần mềm độc hại, cảnh báo các phần mềm có khả năng truy nhập dữ liệu riêng tư, ví dụ như là cuộc gọi, tin nhắn, vị trí, hình ảnh, hỗ trợ sao lưu và đồng bộ danh bạ, tìm máy khi bị thất lạc và chúng ta chủ động xóa toàn bộ dữ liệu trên máy từ xa khi mà chúng ta không tìm thấy máy để đảm bảo toàn vẹn cái thông tin cho cá nhân. Và ngoài ra chúng tôi cũng trang bị thêm rất nhiều các kinh nghiệm, các kiến thức giúp cho cái người dùng sử dụng thiết bị an toàn hơn. Ở đây thì tôi xin đi sơ qua. Hiện tại hệ thống full service đang có 7 tính năng, trong đây chúng tôi chia ra hai nhóm là 4 tính năng cơ bản và 3 tính năng nâng cao. Trong thời gian tới Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thêm nhiều các cái tính năng phù hợp hơn và tối ưu hơn cho khách hàng. Các tính năng cơ bản bao gồm cảnh báo, truy nhập thiết bị, quét và diệt virus, diệt các phần mềm độc hại, duyệt web an toàn hơn, chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến sử dụng điện thoại an toàn. Và ba cái tính năng nâng cao sẽ rất hữu dụng cho chúng ta trong cái kỷ nguyên này. Thứ nhất đó là khóa ứng dụng, thứ hai là chống trộm và thứ ba là đồng bộ danh bạ. Và 7 tính năng này hoàn toàn là miễn phí. Tuy nhiên là để dùng 3 tính năng nâng cao thì bắt buộc chúng ta sẽ phải khởi tạo tài khoản, tạo mật khẩu để chúng ta sử dụng. Cách đăng ký sử dụng thì cũng rất là đơn giản, nó chỉ có 2 bước thôi. Ở đây thì anh chị có điện thoại thì chúng ta có thể thao tác luôn và thử. Chúng ta truy nhập vào cái trang web. Cách thứ nhất là truy nhập vào website HTTPS. Ở đây thì có cái chữ S, secure. Thì mọi người lưu ý nó không phải HTTP. Do vậy khi mà chúng ta gõ thì chúng ta gõ đầy đủ là HTTPS fullsafe.viettel.vn. Hoặc là chúng ta truy nhập vào các kho ứng dụng như Google Play, Windows Store. Apple thì hiện tại chính sách của họ là các cái phần mềm như thế này thì họ không cho phép đưa lên cái store của họ. Không chỉ là phần mềm này mà rất nhiều phần mềm khác tương tự như vậy thì họ không cho triển khai trên cái iOS. Tuy nhiên đối với iPhone thì hoàn toàn vẫn vào trang web của Viettel có thể download được.
Khi mà chúng ta vào ấy thì chúng ta tiến sang bước 2 là đăng ký tài khoản. Nếu chúng ta chỉ muốn dùng các tính năng cơ bản thì chúng ta không phải đăng ký tài khoản. Còn nếu mà chúng ta muốn dùng đầy đủ 7 tính năng, cả 3 tính năng cao cấp thì chúng ta sẽ vào bước 2 và rất đơn giản. Nhập số điện thoại, địa chỉ email để xác nhận confirm và thực hiện một số tính năng tương tác với khách hàng khi mất máy. Và thứ ba là set mật khẩu. Thì ở đây ấy, thì đấy là cái bước cài đặt dịch vụ thì rất là đơn giản, chỉ hai bước như vậy. Các anh chị có thể thử luôn cũng được. Ở đây tôi xin đi từng các cái tính năng của PhoneSafe. Thứ nhất, duyệt web an toàn. Tại sao chúng ta lại đưa cái tính năng duyệt web an toàn ra đây? Điện thoại nào cũng có sẵn một cái trình duyệt. Ví dụ như Android thì dùng Chrome của Google, iPhone thì dùng cái phần mềm Safari của Apple, vân vân. Tuy nhiên ý, các trình duyệt đó là trình duyệt bình thường, và ở đây chúng tôi nâng cấp PhoneSafe tích hợp một cái trình duyệt web an toàn hơn, đó là duyệt web an toàn. Cái duyệt web an toàn này nó thể hiện như thế nào? Có thể lọc và cảnh báo khi kết nối vào trang web chứa mã độc hại và mất an toàn. Thì hiện tại ý, trên thế giới nó có rất nhiều các tổ chức đứng ra để cập nhật các địa chỉ web mà có nghi ngờ là mất an toàn. Ví dụ như là Phishing là một trong những tổ chức rất là lớn. Hiện tại họ đã cập nhật đến hàng trăm ngàn cái địa chỉ web không an toàn hoặc là có rủi ro. Thì PhoneSafe đã kết nối được với Phishing và chúng tôi cập nhật online. Có nghĩa là gì? Cứ 2 giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật toàn bộ các cái trang web nghi vấn từ Phishing vào PhoneSafe. Và khi mà khách hàng dùng cái trình duyệt web an toàn này thì gặp cái danh sách trang web mà nằm trong cái blacklist của Phishing thì sẽ bị reject hoặc là cảnh báo khách hàng. Thì cái này nó sẽ giúp cho khách hàng an toàn hơn rất nhiều. Tại vì rất nhiều các cái trường hợp trang web chúng ta không biết là nó có bị chứa mã độc hay không, nó có mất an toàn hay không. Thì đấy là cái thứ nhất, là trình duyệt web an toàn thì cái này nó rất đơn giản thôi. Thì chúng ta vào cái icon ở trên PhoneSafe thì nó có một cái menu là web an toàn. Tính năng thứ hai là kiểm soát truy cập thiết bị. Hiện tại thì cũng có nhiều hệ điều hành và điện thoại đã có cái phần mềm này. Tuy nhiên ấy, chúng tôi làm nó đơn giản hơn và rất là tiện khi mà đưa cái tính năng kiểm soát truy nhập thiết bị. Có nghĩa là gì? Chúng ta vào cái tính năng này thì sẽ biết được những ứng dụng nào đang chiếm dụng các tài nguyên của chúng ta. Ví dụ ở đây thì có thể là có 20 ứng dụng là đang theo dõi được vị trí của mình, có 16 ứng dụng đang có thể truy nhập được tin nhắn của mình, có 14 ứng dụng có thể truy nhập được cuộc gọi trên máy của mình. Tất nhiên ở đây ấy, có những ứng dụng là chúng ta cho phép, ví dụ như Facebook thì nó họ được phép là truy nhập vào địa chỉ location hoặc là danh bạ. Thì chúng ta vào chi tiết ở đây ấy, thì sẽ biết là từng phần mềm nào. Thì chúng ta sẽ có thể nhìn luôn là những cái phần mềm mà vô hình chung chúng ta cài hoặc là bị cài lén thì chúng ta sẽ hủy truy nhập đối với các ứng dụng không mong muốn, để tránh những cái trường hợp là mình bị cài những cái phần mềm gián điệp và nó âm thầm nó truy nhập vào các cái dữ liệu của mình. Đây là một cái điện thoại Samsung Galaxy có cài PhoneSafe và đề nghị vào cái tính năng cảnh báo mất an toàn. Đấy, thì ở đây thì chúng ta thấy là nó rất là trực quan và có số liệu và có tính năng đi kèm thì nó rất là dễ và chúng ta có thể chi tiết vào đây để chúng ta on hoặc off những cái tính năng này. Tính năng thứ ba đó là khóa mở ứng dụng. Cái này cũng rất là hữu dụng. Nó hữu dụng là gì? Chúng ta có thể thiết lập quyền để mở và khóa ứng dụng từng cái ứng dụng trên máy chúng ta. Ví dụ chúng ta muốn là khóa những cái dữ liệu riêng tư, những ứng dụng riêng tư như SMS, email, hình ảnh, video và các game. Ví dụ như là các bố mẹ thì rất là không muốn các con là chơi game chẳng hạn, thì chúng ta có thể là thiết lập khóa game. Và chúng ta không muốn người lạ mà họ cầm máy của mình, họ có thể là đọc email hoặc là SMS hoặc là xem ảnh. Chúng ta có thể vào đây và thiết lập rất đơn giản, nó sẽ liệt kê tất cả các ứng dụng và chúng ta chỉ cần bật cái phím là on hoặc off. Thì nếu mà chúng ta on thì là chọn là cho phép là chúng ta sẽ khóa ứng dụng này. Khóa ứng dụng này có nghĩa là gì? Nếu mà người khác người ta kích vào cái ứng dụng này thì nó sẽ hiển thị lên, nó đòi mật khẩu PhoneSafe, và nếu không có mật khẩu thì cũng sẽ không thể truy nhập vào ứng dụng này được. Thì cái này cũng thiết kế một cái giao diện rất trực quan và đơn giản để có thể là chúng ta quản lý các cái dữ liệu riêng tư của mình.
tính năng quét và diệt virus thì cái này nó cũng tương tự, tuy nhiên chúng tôi tích hợp thêm các cái phần mềm độc hại và các cái phần mềm nghi vấn, giống như là cái trang mà Phishtank đã cập nhật, thì cái này nó cũng là một cái giao diện rất là đơn giản, chúng ta có thể quét định kỳ và đặt lịch, ví dụ thứ hai, thứ ba và theo giờ, và đến ngày đến giờ đấy thì hệ thống tự quét và sẽ ra báo cáo, và nếu mà gặp những phần mềm độc hại hoặc virus thì nó cũng sẽ tự động nó sẽ diệt. Tính năng chống trộm, cái này tên ý, thì chúng tôi muốn dùng một cái tên nó tương đối trực quan. Đối với iPhone thì họ cũng dùng một cái tên rất đơn giản, đó là File iPhone. Thì cái này ý, thì ngoài những tính năng đấy thì chúng tôi có một số cái khác biệt như thế này. Thứ nhất ý, là khi mà chúng ta bị thất lạc cái máy, chúng ta có thể biết chính xác cái máy đấy đang ở tọa độ nào, đang ở địa chỉ nào và có bản đồ thì sẽ gửi về email, hoặc khi mà chúng ta truy nhập vào trang web hoặc là trang web phone safe thì cũng sẽ nhìn thấy cái tọa độ cũng như là cái bản đồ có cái vị trí của cái máy thất lạc. Thứ hai ấy, chúng ta có thể điều khiển từ xa để đổ chuông khi mà máy đang bật. Cái này rất là đặc biệt như này, khi mà chúng ta bật nguồn máy nhưng mà chúng ta để silent chẳng hạn thì khi gọi đến thì nó chỉ rung thôi. Ví dụ chúng ta nghi ngờ trong hội trường chẳng hạn, hoặc chúng ta đi một cái chỗ đám đông mà không may máy nó bị rớt ở đâu, hoặc là chúng ta lỡ chúng ta gạt cái phím silent chẳng hạn, thì kể cả trong trường hợp đấy thì phone safe cũng kích hoạt để cái máy đấy nó kêu trong 30 giây không tắt được đấy, để chúng ta biết là cái máy nó đang nằm ở đâu, nó đang ở trong cuối hội trường hay là nó đang nằm trong một túi của ai đấy và không tắt được đấy, kể cả silent. Và đặc biệt là chúng ta có thể khóa máy từ xa và set up một cái mật khẩu mới, ví dụ như mật khẩu cũ thì chúng ta bị lộ chẳng hạn, một cái máy nó nằm ở đâu đấy thì chúng ta có thể là thiết lập từ xa. Chút nữa chúng tôi sẽ demo cái tính năng này, và đặc biệt là có thể xóa toàn bộ dữ liệu để đảm bảo cái bí mật thông tin khi mà chúng ta không tìm được máy hoặc chúng ta không muốn tìm được cái máy đấy nữa đấy, thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ. Thì nó có hai cách xóa, thứ nhất là reset factory, tức là xóa toàn bộ, đưa máy về trạng thái ban đầu xuất xưởng, và thứ hai là xóa những dữ liệu nhạy cảm thì chúng ta thiết lập như SMS, picture, video. Và đặc biệt cái hình thức từ xa này thì nó có qua rất nhiều các cái hình thức khác nhau. Chúng ta có thể truy nhập vào trang web phonesafe.vn hoặc là trang web khi mà chúng ta truy nhập từ máy điện thoại, hoặc thậm chí là chúng ta dùng một cái điện thoại máy đen trắng của bất kỳ ai, miễn là chúng ta có cái mật khẩu phonesafe thì chúng ta bấm sao 599 sao. Sau đấy thì hệ thống nó sẽ đưa ra một loạt các cái yêu cầu là chúng ta muốn xóa dữ liệu, hay chúng ta muốn khóa máy, hay chúng ta muốn bật chuông, thì chút nữa chúng tôi sẽ demo. Thì hiện tại là cái tính năng chống trộm này đang tắt, thì chúng ta muốn bật lên thì chúng ta gạt sang, nó rất là đơn giản, và mỗi một lần như vậy thì phải nhập mật khẩu để đảm bảo an toàn cho cái thiết bị này. Đấy, thì khi mà on lên thì nó sẽ hiển thị lên tất cả những cái tính năng của cái tính năng chống trộm, và cái máy này nó được đảm bảo. Ví dụ cái máy này bây giờ chúng ta bị rơi ở đâu đấy thì hoàn toàn chúng ta có thể làm rất nhiều tính năng cho nó. Một là bắt nó rung bật chuông lên và nó kêu trong 30 giây, hai là có thể khóa màn hình lại, và ba có thể là xóa dữ liệu theo hai bước như bạn đã chưa nói. Tính năng thứ sáu là tính năng đồng hồ danh bạ. Thì cái này thì nghe thì nó quen, nhưng mà đối với cả cái tính năng này ấy, thì nó cũng rất khác biệt là như này. Thứ nhất là chúng ta có thể upload cái danh bạ trên cái máy của mình lên cloud, lên mây. Sau đấy thì có thể đồng hồ lại hai chiều. Và ở đây nó đặc biệt ấy, là hỗ trợ đa dạng các loại máy. Ví dụ ngày hôm nay ta dùng iPhone đấy, nếu mà ngày mai mình muốn chuyển sang cái Galaxy S6 mới ra chẳng hạn, thì cái việc mà backup cái danh bạ từ máy này sang máy kia nó rất phức tạp. Nó phải convert, nó phải dùng các phần mềm. Thì hiện tại chúng ta không cần làm cái việc đấy nếu mà chúng ta dùng phone safe. Đấy, các anh chỉ cần vào tính năng là upload danh bạ lên cloud, sau đấy là cầm cái máy S6 chẳng hạn, vào tính năng download từ cloud xuống, thì toàn bộ cái danh bạ của mình nó sẽ được lưu xuống, và ID ở đây chính là cái phone safe ID. Và ở đây thì rất là hữu dụng trong cái việc mà chuyển đổi loại máy hoặc là tình huống mất máy. Thực ra chúng tôi chia sẻ thêm ấy, là đối với nhiều khách hàng của Viettel thì họ cũng rất ngại là đổi máy, là đặc biệt những cái máy mà nó không cùng chủng loại với nhau, là do là cái danh bạ họ phải dùng rất nhiều những cái cách thức khác nhau để đồng bộ.
thì phone safe nó giúp cho cái việc này rất đơn giản, chúng ta chỉ làm trong vòng 12 phút thôi. Và chúng ta có thể đặt lịch đồng bộ tự động định kỳ, ví dụ như là hàng ngày hoặc hàng tuần thì bao nhiêu danh bạ ở trong điện thoại nó sẽ đẩy lên đám mây. Và hiện tại cái cloud đấy là của Viettel và được đảm bảo an toàn. Thì có thể switch sang cái giao diện demo cái đồng bộ danh bạ. Thì tùy theo cái thời gian, tùy theo số lượng danh bạ thì thời gian nó sẽ thực hiện nhanh hay lâu, và nó cũng chỉ mất 30 giây cho đến 1 phút cho cái việc đồng bộ này. Và cái cuối cùng đó là chia sẻ các kinh nghiệm. Thì ở đây chúng tôi đưa ra các cái tình huống rất là đơn giản để trang bị các kiến thức bảo mật cơ bản nhất cho người dùng về sử dụng dữ liệu an toàn. Đấy, và cái kinh nghiệm này ấy, thì đặc biệt là nó là một cái từ điển. Và khi mà điện thoại không có mạng thì chúng ta vẫn vào đây chúng ta có thể đọc được, chúng ta tìm hiểu các cái cách thức sử dụng và không cần kết nối Internet. Và sau đây thì chúng tôi cũng sẽ demo một số cái tính năng. Ngoài những cái tính năng mà chúng tôi đã demo ở trên ấy, thì chúng tôi sẽ demo cái tính năng là một cái máy bị thất lạc để chế độ silent chẳng hạn. Sau đấy thì là mình sẽ dùng một cái máy khác để mình kích hoạt nó lên và rung chuông. Thì cái đấy nó cũng rất là đơn giản thôi, có thể để một cái máy ấy, ở trong hội trường này đấy. Không phải chúng ta gọi vào mà chúng ta sẽ dùng phone safe để kích hoạt nó lên. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là nó có các cái tính năng như là khóa thiết bị, xóa dữ liệu, lấy vị trí và đổ chuông. Chúng ta chỉ cần nhập 4 là đổ chuông vào thì tự động nó sẽ kích hoạt cái điện thoại đang bị silent kia đổ chuông trong 30 giây. Đấy, và cái chuông này thì chúng ta không tắt được, nó đúng 30 giây thì nó sẽ tự ngắt. Vâng, trên đây là cái bài trình bày của tôi về dịch vụ phone safe. Và hy vọng là sau buổi hôm nay thì phone safe sẽ có thêm khoảng 50 người dùng ở đây nữa. Xin cảm ơn.